alo alo, bao nhiêu trong số các bạn mê phim kiếm hiệp cổ trang Trung Quốc? Comment ngay tên bộ phim mà các bạn yêu thích nhất để xem ai xứng đáng là vua cầy phim nha. Cơ mà nhá, xem bao nhiêu phim kiếm hiệp rồi nhưng các bạn có phát hiện ra vô số những hạt sạn siêu to khổng lồ ở trong phim, như là tại sao các kiếm hiệp cứ mặc đi mặc lại một bộ trang phục từ ngày này qua ngày khác, bí ẩn về viên linh đan đen xì, bệnh gì cũng chữa được sao mà lại thần kỳ đến như thế nhở, và cái bọc tay nải trong phim cổ trang bé tí thế kia thì đựng được gì đây. U là trời, quá nhiều thắc mắc mà lại còn vô vàn những hạt sạn đang chờ đón chúng ta cùng khám phá đấy. 7 hạt sạn to đùng trong phim kiếm hiệp khiến người xem cạn lời. Đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với những pha cải trang đi vào lòng đất. Nhìn vào những hình ảnh này, đố các bạn biết đây là nam hay là nữ? Hơi, khỏi phải đố, nhìn chắc chắn là nữ rồi đúng không nào? Bởi trông ai cũng mặt hoa da phấn, dáng vẻ mảnh mai, giọng nói òn ẻn thì chỉ có là nữ nhi liêu yếu đào tơ mà thôi. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, chỉ cần cải trang sang quần áo nam nhân tí mà các anh không nhận ra. Thế mà còn dám mạnh mồm tuyên bố, người có biến thành cho ta cũng nhận ra. Có lẽ cho thì còn dễ nhìn ra chứ giả giới thì đúng là khó với các cao thủ võ lâm trong kiếm hiệp rồi. Một chi tiết cũng kinh điển không kém chính là cảnh các nữ nhân dùng khăn che mặt, nhưng mà có vẻ như cái khăn này đeo cứ như không ấy. Cái khăn gì mà mỏng tang, đến lúc đeo vào thì ai nấy đều nhìn rõ nhan sắc rồi, đeo kiểu cứ như là cho có vậy. Vậy mà lúc lật khăn ra khiến các nam nhân đều say như điếu đổ. Ngoài ra còn một chi tiết cũng khiến không ít người thắc mắc, đó là một số nhân vật như là Tế Công chẳng hạn, từ đầu đến cuối phim chỉ có đúng một bộ quần áo. Không lẽ đại hiệp này không cần tắm, không cần thay đồ, bất chấp thời tiết lạnh giá hay là nóng bức như thiêu như đốt hay chăng? Và chưa hết bất ngờ đâu nha, sau đây là những phi vụ truy tìm tội phạm đỉnh của chóp, ắt hẳn các đặc vụ thời nay cũng phải học hỏi không ít luôn. Thứ hai, những cách tìm người bá đạo trên từng hạt gạo. Các bạn thân mến, nếu như ngày nay muốn tìm một ai đó, chúng ta sẽ cần phải báo công an hoặc là phát tán bức ảnh của người thân lên mạng và nhờ cộng đồng mạng tìm giúp, thì ngày nay cũng có những cách tìm người rất độc đáo và vi diệu. Theo đó, lỡ trên dòng đời tấp nập, ta vô tình lạc mất nhau giữa phố, thì nam chính chỉ cần giữ một cái đầu lạnh và đến hỏi bừa một người đi đường với một câu hỏi không thể quen thuộc hơn. Người có thấy một cô nương cao tầm này, người hơi gầy, rất xinh đẹp đi qua đây không? Thế chả hiểu mô tả kiểu gì mà người đi đường có thể hình dung ra đối tượng và chỉ cho bạn một cách chuẩn xác luôn. Tài tình hơn là chỉ thông qua những bức vẽ đại khái, khác xa với dung mạo đời thực của nhân vật, nhưng mà nhìn thoáng qua ai nấy cũng đều nhận ra và chắc chắn như đinh đóng cột, đó chính là người trong bức vẽ. Điển hình như trong bộ phim kinh điển Hoàn Châu Cách Cách, nàng Hạ Tử Vi của chúng ta sở hữu nhan sắc dịu dàng, xinh đẹp ngây ngất lòng người thế này. Mà có đâu ai ngờ, đi qua ngòi bút tài hoa của quan phủ, bức tranh truy nã nàng đã khiến cho Nhĩ Khang A-ca cũng phải khóc thét, không dám nhận người yêu, cùng rơi vào tình trạng cứ như là có thù với quan vẽ tranh. Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ được phác họa có đôi môi dày như thịt bò cùng với chiếc đầu móc hẳn sang một bên. Tiểu Yến Tử mà biết chắc buồn lắm đây. Ây da, đẹp trai vãn người mê như là Tiêu Ân Tuấn mà nhìn qua bức tranh cũng chán không muốn nói luôn. Còn cả bức tranh này nữa, có ai nhận ra đây là Hoa Cô Tử Trương Đình hay không? Quả thật đúng là giống y như đúc, khác mỗi cái mặt thôi. Tuy nhiên, bằng ấy bức ảnh vẫn chưa khiến con dân đã con mắt bằng những pha võ công ảo tung chảo sau đây đâu. Thứ ba, những pha phô diễn võ công kinh điển vô cùng ảo diệu. Bạn là người đam mê võ thuật, bạn mê mẩn những pha hành động đỉnh của chóp trong phim kiếm hiệp. Thế nhưng các bạn có biết tại sao bình thường các cao thủ võ lâm toàn sở hữu khinh công siêu đỉnh có thể dễ dàng bay nhảy như chim từ mái nhà này sang mái nhà khác, thậm chí vừa bay vừa đánh nhau nảy lửa từ nóc nhà cho đến ngọn cây. Ấy vậy mà đến lúc khẩn cấp đi cứu người hay là đi truyền tin thì toàn thấy phi ngựa chứ không thấy ai bay nữa. Mà chưa hết đâu nhá, các bạn cứ thử giải thích dùm mình xem nào. Khi mà cớ tại làm sao, bình thường các cao thủ võ lâm có ngán ai bao giờ đâu, đánh nhau giao chiến cứ phải gọi là long trời lở đất, nhưng mà đến khi bị nhốt trong ngục thì lại bó tay bó luôn cả chân, cứ như thể chẳng có tí võ công nào. Thật ra đúng là như vậy đấy, có rất nhiều cao thủ võ lâm có thể một chưởng phá cả núi, nhưng đến khi bị bắt giam trong ngục thì lại khoanh tay chịu trói và phải đợi người đến giải cứu. Hóa ra võ công thượng thừa chỉ có thể được khai triển ở không gian thiên nhiên rộng rãi thoáng mát mà thôi. Còn về chuyện bay của các võ hiệp thì thực ra không phải lúc nào người ta cũng phô trương cho thiên hạ thấy, mà bất đắc dĩ lắm họ mới phải bay. Việc bay cũng tốn rất nhiều nội công, nên để bảo toàn năng lượng thì cứ đi ngựa cho lành. Tuy nhiên thì bất ngờ nhất phải kể tới pha trọng thương không hề giả chân trong tập phim Phong Vân Đồ này. Rõ ràng đâm lệch hẳn sang một bên, không trúng người nhưng mà các diễn viên diễn sâu hết mức. Người thì che bụng, người thì hốt hoảng ra mặt. Còn cả những pha tay không bắt kiếm cực kỳ chuyên nghiệp này nữa. Nhìn thế này lộ ngay là dùng kiếm nhựa kiếm giả chứ còn gì. Chứ kiếm thật mà chẳng thấy đứt tay chảy máu gì mới lạ. Có người thì không chảy máu lúc bắt kiếm, mà cái lúc buông tay ra rồi mới để lại những dấu sơn rõ ràng,
khiến cho khán giả không nhịn được cười. Rồi thì đâm kiểu gì mà chẳng hiểu sao, kiếm đâm vào tim thế mà lại kẹp sữa nách thế này thì có phải dở không? Thế nhưng chưa là gì so với những pha lao vực nhưng mà vẫn sống nhăn răng, thậm chí là công lực còn trở nên mạnh mẽ gấp bội sau đây. Thứ tư, những pha sinh tử đi vào lòng người. Tuy không sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Các bạn nghe câu này có thấy quen không? Tuy là cắt máu ăn thề hoành tráng là như thế, nhưng mà khi người này chết đi thì người kia chắc chắn sẽ không tự tử cùng theo, mà tuyên bố với cả thế giới rằng ta sẽ trả thù cho huynh, cho mũi. What? Tức là phải sống tiếp chứ còn gì nữa. Chết rồi thì lấy ai mà đi trả thù? Và vi diệu hơn thì những cảnh thót tim khi mà nhân vật chính bị truy đuổi và bị dồn tới mép vực, không còn cách nào khác. Họ phải tự gieo mình xuống vực sâu, khiến bất cứ khán giả chứng kiến cũng đều khóc hết nước mắt vì nghĩ là diễn viên chính đã chết mất rồi. Nhưng mà không nha, đây chỉ là suy nghĩ của chúng ta thôi. Chứ còn với những bộ óc tài ba, phi thực tế của đạo diễn và biên kịch, thì dăm ba pha nhảy vực làm sao có thể kết liễu được mạng sống của nhân vật được. Theo đó, rất nhiều các phim kiếm hiệp đã sử dụng cảnh quay nhân vật lao mình xuống đáy vực sâu, nhưng mà cứ yên tâm vì không chết đâu, kiểu gì tập sau cũng quay lại, thậm chí là còn lợi hại hơn gấp bội phần. Còn một khi nhân vật chính đã bị bệnh rất nặng, sắp lìa xa cõi đời đến nơi ư, đừng lo, linh đơn trị bách bệnh xin trân trọng tài trợ phân cảnh này. Thật vậy, xem phim kiếm hiệp nhiều chắc hẳn các bạn từng bị hách não bởi công dụng thần kỳ của viên linh đơn, chỉ là một viên thuốc nhỏ xíu đen xì, không biết luyện từ thảo dược thần dược nào mà cứ kiếm đâm bị đầu độc hay thậm chí là hấp hối, thập tử nhất sinh, chỉ cần cho uống linh đơn là khỏe mạnh và phục hồi lại như thường. Nói chung, cứ có linh đơn là cải tử hoàn sinh, trường sinh bất lão từ đầu phim cho đến cuối phim ngon lành nha các bạn. Còn không thì vận dụng nội công trị thương cũng được. Không biết là từ lúc nào phim võ hiệp khởi nguồn cho cách vận dụng nội công trị thương, nhưng hầu như trong bộ phim kiếm hiệp nào thì cũng có cảnh nhân vật nam chính dùng nội công chữa trị cho người bị trúng độc, trọng thương, kiệt sức vì bị tiêu hao nguyên khí trong lúc giao đấu. Đảm bảo truyền truyền mấy hồi là ốm mấy cũng khỏe lại nhanh, ảo thật sự luôn. Tuy nhiên, bất ngờ chưa dừng lại ở đó đâu, khi mà trong phim kiếm hiệp còn sở hữu một đồ vật vô cùng vi diệu, sánh ngang với bảo bối đến từ tương lai của Doraemon. Thứ 5, tay này không khác gì túi thần kỳ của Doraemon. Các bạn thân mến, thời nay đi đâu các chị em cứ phải gọi là tay sách nách mang, hết vali nọ đến túi sách kia, chứ chẳng nhẹ nhàng tình cảm như mấy chị em trong phim cổ trang đâu. Dù là tức chồng bỏ nhà ra đi hay là rời xa phụ thân phụ mẫu để hành tẩu giang hồ thì cũng chỉ có đúng một cái tay nải nhỏ xíu bằng vải, không biết đựng nổi hai bộ quần áo hay không. Thế nhưng túi nhỏ nhưng mà có võ đấy nha, gì cái gì cũng có, từ tiền bạc, quần áo cho tới lương thực thực phẩm để đi hành tẩu giang hồ suốt mấy tháng liền. Thậm chí quần áo phụ kiện giày dép còn thay mỏi tay, bộ nào cũng rườm rà lung linh. Liệu có phải tay nải đó là túi thần kỳ hay không nhở? Các bạn nghĩ sao về quả tay nải nhỏ nhưng có võ này? Comment chia sẻ suy nghĩ cho mọi người cùng biết nha. Và bên cạnh chiếc túi thần kỳ, phim kiếm hiệp còn có một chi tiết cực kỳ thương hiệu mà chỉ fan cứng mới biết thôi. Thứ 6, cứ bị thương là thổ huyết. Các bạn thân mến, phải công nhận là trong hầu hết các phim kiếm hiệp, hầu như lúc nào cũng xuất hiện cái cảnh đổ máu dù ít hay nhiều. Nhưng kỳ lạ thay, không cần biết bị thương ở đâu, bị đánh một chưởng, đánh bất tỉnh, kiếm chém hay là trúng độc vân vân, thì các nhân vật cứ phải hộc máu mồm để tăng kịch tính trước cái đã rồi tính sau. Tuy nhiên có thể xem bao nhiêu phim lâu nay nhưng chưa ai nói cho bạn biết điều này, đó là cảnh các soái ca soái tỷ đánh nhau máu me be bét hay là thổ huyết thương tâm khiến cho người xem khóc hết nước mắt kia, thực ra toàn là phẩm màu với sốt cà chua thôi, chứ máu đâu ra mà phun thành dòng như thế được. Nhưng mà dù sao thế mới là đặc trưng để có thể toát lên được cái sự đau đớn của diễn viên mà. Không những thế còn là hàng tá những kỹ xảo siêu ảo ma Canada. Thứ 7, những pha kỹ xảo đi vào lòng đất. Uầy, phải công nhận là xem phim kiếm hiệp, mình mê nhất là mấy cái cảnh bay của các hiệp sĩ, eo ơi ngầu như trái bầu luôn. Thế nhưng, để có được những cảnh bay siêu lung linh là các diễn viên còn phải tập tành ngã lộn lên té xuống với những đạo cụ dây dựa. Nhìn thế thôi chứ bay khó lắm nha, không nhẹ nhàng thướt tha như lúc chúng ta xem trên phim đâu. Mà nhân tiện nói về đạo cụ giả, các bạn cứ để ý các loại vũ khí như là dao, kiếm hay là súng búa đao vân vân. Trong phim Trung Quốc, toàn là đạo cụ giả, đa phần là đồ pha kè, được làm từ nhựa dẻo hay là xốp mà thôi. Còn cảnh các đại hiệp nốc cạn bình rượu trong các phim cổ trang Trung Quốc, các bạn nghĩ đó là rượu thật ư? Lấy đâu ra thế? Thực ra toàn là nước lọc chứ mà uống cả chum cả phải, say khướt ra đấy thì sức đâu mà đóng phim nữa. Nhưng mà để tăng tính chân thật thì một số đoàn phim đã lựa chọn loại chén được phủ một lớp sơn đặc biệt. Chỉ cần ngửi thấy mùi sơn này, gương mặt của diễn viên sẽ đỏ ửng và còn có cảm giác cay cay như là vừa uống phải rượu thật nữa cơ.
Tương tự thì những cảnh phi ngựa như bay trên đường hóa ra cũng toàn là hiệu ứng cây lá chạy băng cơm. Va gian đẩy xe cực kỳ là tốn sức. Đôi khi đến những cảnh bé diễn viên nữ quá nặng thì còn phải dùng đến mấy người hỗ trợ khiêng thang. Rồi thì những cơn mưa lãng mạn, sớm chớp các kiểu con đà điểu cũng là nhờ một tay các anh đạo cụ phim trường mà ra luôn đấy. Tuy nhiên, dù là các cảnh quay đều là ảo nhưng không thể phủ nhận được khả năng diễn xuất lẫn những khoản đầu tư trang phục cực kỳ là chuyên nghiệp. Tiếc gì một like cho công sức của đoàn làm phim cổ trang kiếm hiệp các bạn nhí. Cơ mà xem phim mãi các bạn có bao giờ thắc mắc sao mà các hiệp sĩ phiêu bạt giang hồ tứ xứ chả thấy làm ăn gì mà tiền vẫn cứ rủng rỉnh để tiêu. Xem ngay để biết bí mật đằng sau đây này. Thứ 8. Tại sao các đại hiệp võ lâm không làm mà vẫn có tiền tiêu xài? Nếu đã xem qua các bộ phim cổ trang hay những tiểu thuyết kiếm hiệp Trung Quốc thì hẳn nhiều bạn đã quá quen thuộc với phong thái tiêu tiền không tiếc tay của các bậc đại hiệp thời xưa. Từ những bữa ăn dọc đường nhưng mà lại tươm tất ngang ngửa với đại phú hào, cho đến thái độ hào sảng, trả tiền không cần lấy lại tiền thừa. Ui, toàn thấy đi suốt, thấy đi làm lúc nào đâu mà tiền tiêu đâu ra lắm thế nhở? Và sau 77-49 cuộc nghiên cứu, cuối cùng thì mình cũng đã có đáp án đây rồi. Thứ nhất, chuyện gì khó đã có bố mẹ lo. À thì nôm na là sinh ra từ vạch đích, nên các đại hiệp chẳng cần lo cái chuyện mưu sinh làm gì cho mệt. Theo đó, đã là cao thủ giang hồ, ắt hẳn phải có sư phụ đẳng cấp chỉ dạy. Hoặc không thì cũng là những người có thân thế bất phàm, tiêu biểu như Lâm Bình Chi trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Gã vốn là một đại thiếu gia của Phúc Uy Tiêu Cục ở Phúc Kiến, với gia cảnh chẳng có gì ngoài điều kiện. Đẳng cấp hơn là chàng công tử hào hoa đoàn dự trong bộ tiểu thuyết võ hiệp Thiên Long Bát Bộ. Anh này xuất thân là vương tử của nước Đại Lý, là con trai của Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, sau lại còn được lên ngôi vua và kết duyên với toàn mỹ nhân đình đám, nên không cần phải bàn về độ giàu có, anh thích gì là được nấy nha. Còn nếu mà không được xuất thân trong những gia đình quyền quý thì các đại hiệp cũng có thể tham gia vào các bang phái nổi tiếng nhất nhì giang hồ để được bảo kê tài chính. Vì trên thực tế vào thời cổ đại, đại đa số những môn phái đều rất mực giàu có, họ sở hữu trong tay không ít tài sản. Ví dụ tiêu biểu như chính là phái Hoa Sơn, bang phái thậm chí có hẳn một ngọn núi đặt theo tên của mình. Ngoài ra chẳng cần phải dựa dẫm vào ai, một số đại hiệp võ lâm cũng dư giả tài chính nhờ dùng bản lĩnh để tự kiếm tiền. Nói gì thì nói, muốn có ăn thì phải đi làm thôi. Điển hình như trong Thiên Long Bát Bộ, đệ tử Tiêu Dao còn là những bậc thầy trong nghề thủ công, nghệ thuật. Họ có thể làm đồ thủ công mỹ nghệ, đi thuyết trình, vẽ tranh hay là đánh đàn để kiếm sống. Và bên cạnh đó thì lâu lâu các đại hiệp cũng chuyển qua nghề sát thủ để kiếm cơm. Vẫn có những phi vụ được thuê đi xử kẻ khác rồi nhận thù lao cực khủng, là một vụ là đủ ăn cả năm luôn đấy nha. Các bạn còn biết thêm nguồn thu nhập nào giúp các đại hiệp thoải mái tiêu xài hay là đi hành tẩu giang hồ nữa hay không thì nhớ bổ sung giúp chúng mình dưới phần bình luận phía bên dưới nha. Các bạn ơi, vừa rồi thì mình cũng đã hóa thân vào một vai kiếm hiệp ở trong phim cổ trang Trung Quốc đấy. Các bạn thấy hình tượng mới của mình thế nào? Hãy để lại comment chia sẻ và cảm nhận về hình tượng nữ kiếm hiệp này nha. Đồng thời, nếu như bạn còn phát hiện ra thêm những hạt sạn siêu to khổng lồ nào nữa ở trong các bộ phim kiếm hiệp cổ trang thì nhớ comment để chia sẻ và bổ sung ngay cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video, đừng quên dành tặng cho Kính Lúc TV cùng các dàn diễn viên quần chúng trong phim những dàn pháo lai thật lớn, và đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.